Ông tuần trước mà cháu đi cũng vẫn đi được mà. Ở nhà ông sống được khoảng 10 ngày thì một hôm bác gọi đồng chí Lê Quảng Ba ra và bảo nhà đồng bào đã nghèo lại chật chội, mà ta thì đông người, ở đây không tiện, ta ra rừng thôi. Đồng chí Lê Quảng Ba đã hỏi ông Súng xem ở gần đây có cái hang nào không, thì được ông Súng chỉ cho hang Cốc Bó. Đây là một cái hang bí mật mà gia đình ông Súng thường đến lánh và cất giấu đồ đạc mỗi khi có thổ phỉ hoặc dọn đến càng. Sau đó thì ông Súng đã dẫn bác cùng với hai đồng chí đến xem hang Cốc Bó. Đây là một cái hang Dũng Báo nằm sâu trong lòng núi đá vôi, bên ngoài cây cối um tùm che khuất. Người lạ khó mà đoán biết được ở vị trí này có một cái hang. Bác làm việc ở đây nếu có động có thể ra cửa hang, men theo đường đằng sau lên núi khoảng 1 km và sẽ sang đến địa phận Trung Quốc. Sau khi xem xét kỹ địa hình và địa thế của hang Cốc Bó, thì bác đã quyết định chuyển đến đây ở và làm việc từ ngày 8 tháng 2 năm 1941. Dạ, sau đây thì em xin mời đoàn mình di chuyển vào trong lòng hang ạ. Nào đi bố chứ. Bác ở đó. Chủ yếu là lấy cái chữ chứ còn người thì coi như là làm men thôi. Đi vào lắm cái hàng thế ạ. Bác hộ làm việc ở đây. Vi ơi. Ôi nhìn cái gì đó. Đi ra luôn. Chưa kịp thở này, thở tiếp. Trong này cũng có đá nhũ nè, đẹp nè. Bữa đồ của chị thì đi đâu? Không, không cho chung vô đây. Dạ biết nó đòi đi đâu chứ nó mà đòi trở về đi. Bữa nay chỉ có đi thăm hàng bán thế thôi. Cẩn thận. Đi cẩn thận nha. Cẩn thận. Đi cẩn thận nha. Từ từ nghe. Dạ, tôi với các cô chú anh chị, đoàn chúng ta đang dừng chân trong lòng hang Cốc Bó. Như đoàn mình cũng có thể thấy thì hang khá là nhỏ hẹp thôi ạ. Hang chỉ sâu khoảng 20 m, những chỗ rộng nhất thì chỉ khoảng 7 m. Nền hang lại có nhiều đá mấp mô, vì thế nên các đồng chí không thể đẩy bác nằm xuống dưới nền hang. Gia đình ông Lý Quốc Dung mới mang xuống mấy tấm ván hết lại thành phản cho bác nằm. Sau đó thì các đồng chí đã trải lên phản lá cây mạnh tét để bác nằm đỡ đau lưng. Ngoài ra, lá cây mạnh tét còn có tính đắng, có thể xua đuổi muỗi và côn trùng rất tốt. Khi bác chuyển về đây thì thời tiết đã sang xuân, nhưng cái lạnh của vùng biên giới vẫn như cắt da, cắt thịt. Những đêm không ngủ được, nằm trên chiếc phản, không chăn, không chiếu. Bác đã thức dậy, đốt lửa sưởi cùng với các đồng chí nhân tự cắt mát, đã ở vùng biên giới ạ. Qua tác phẩm này thì ta thấy bác vừa là một nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc, vừa là một người nghệ sĩ tài hoa. Cuộc sống trong hang Cốc Bó của bác đang dần đi vào ổn định. Thì một hôm, có hai đồng chí đi liên lạc cho đoàn thể bị giặc bắt được. Hai